Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm trứng non cháy tỏi. Và nguyên liệu hôm nay của mình á, thì cần khoảng 200g trứng non, trứng gà non á các bạn. Mình mua ở ngoài shop họ bán sẵn như thế này. Mình về mình rửa sạch lại, rồi mình để cho nó ráo nước nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần một cái củ hành tây như thế này nè, một củ tỏi, một cọng hành lá và hai cái trái ớt để cho nó cay cay lên cái món của mình nha, nó sẽ kích thích vị giác của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần 3 muỗng canh dầu ăn nè, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê đường. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món trứng non cháy tỏi ngày hôm nay cực kỳ ngon nha các bạn. Rồi bây giờ cái hành tây này nè các bạn, mình sẽ cắt nó ra, mình sẽ cắt ra múi cao nhưng mà cắt nhỏ nhỏ thôi, đừng có bự quá, như thế này là được nè các bạn, nhỏ nhỏ như thế này. Nó mình sẽ cho nó qua một bên nha. Hành lá này thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình cũng cho qua một bên, mình chuẩn bị những cái nguyên liệu này cho nó sẵn á các bạn. Rồi để chút xíu mình làm cho nó nhanh. Ớt này mình băm nó ra nha. Các bạn nào không biết ăn cay thì mình đừng có để ớt vào. Còn bạn nào mà thích ăn cay thì mình cho 2 trái, 3 trái, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Rồi như vậy nè, mình cho vào đây. Rồi tỏi này thì mình lột ra. Mình lột ra và mình sẽ băm nó nhuyễn nha. Rồi mình đã băm tỏi xong rồi các bạn, không cần băm nhuyễn quá. Như thế này khi mà mình khử lên á, những cái mình ăn chúng những cái tỏi phi này nè, nó sẽ ngon. Bây giờ mình sẽ qua bếp mình chế biến tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên trên bếp như thế này. Rồi mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình sẽ cho cái trứng non này nè vào mình luộc. Mình sẽ luộc cái trứng này nè cho nó chín, chưa có chín sẵn đâu, khoảng 80% thôi. Như vậy là cũng đã được rồi các bạn. Mình luộc cái trứng non một hồi các bạn, khi mà cái trứng non của mình nó chín, vừa chín tới thì mình sẽ vớt nó ra nha. Trứng mình lấy ra nè các bạn, mình cho nó vào trong tô cho nó ráo nước nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho những cái gia vị vào, là nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm nè. Mình sẽ ướp cái trứng non này, một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ ướp cái này nè các bạn, cho nó thấm gia vị khoảng 15 phút. Rồi sau đó mình sẽ chế biến ha. Mình trộn lên. Thơm quá trời thơm luôn đó các bạn. Rồi mình sẽ để yên nó như thế này trong vòng 15 phút để cho nó thấm nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo của mình lên bếp cho cái chảo của mình nó nóng lên. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho phân nửa cái tỏi bằm hồi nãy nè. Đó, mình cho vào. Mình lấy cho tỏi nó thơm lên đó các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ cho cái trứng non hồi nãy mình ướp 15 phút á. Mình cho vào. Mình mở lửa lớn lên nha. Mình đảo đều.
cho nó nóng lên cho cái gia vị á nó thấm sâu vào trong cái trứng non của mình đó cho nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ chút nó ra ngoài cái tô để riêng nha các bạn. À, vẫn cái chảo mình mới vừa chút cái trứng non ra, bây giờ mình cho hai muỗng canh dầu ăn vào đây. Mình sẽ cho hết cái phần nửa cái tỏi mà còn lại nè, cái băm còn lại vào. Mình phi cho nó thơm lên các bạn. Khi cái tỏi của mình nó vàng vàng rồi, mình sẽ cho ớt vào. Rồi mình sẽ cho hết cái củ hành tây này nè, cái muối cao mình cho nó vào, mình đảo nó lên trên bếp. Mình mở cái đũa lớn lên nha các bạn. Mình đảo như thế này rồi mình cho cái trứng của mình vào lại. Bây giờ mình đảo đều lên. Cho cái trứng của mình á nó vào chảo như thế này nè, đảo lên cho nó thơm lên. Rồi các bạn nhìn lại coi có vừa khẩu vị gia đình mình không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cuối cùng là mình sẽ tắt bếp và mình cho cái hành lá này vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa và mình sẽ thưởng thức cái món này của mình nha các bạn. Và đây là cái dĩa mà trứng non chế tỏi của mình đã xong rồi các bạn. Mình làm xong mình chút ra dĩa và mình trang trí thêm vài trái ớt rau lên cho nó đẹp mắt. Và cái món này làm thì nó đơn giản mà nó lại cực kỳ ngon. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món ngon cho gia đình mình nhé. Món này mình có thể mình ăn chung với bánh mì hoặc là cơm trắng đều ngon hết đó các bạn.